Thưa quý vị, đảm bảo nhu cầu sử dụng điện cho công tác phòng chống dịch COVID-19, Công ty Cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa triển khai chương trình cắm trại tập trung. Chương trình này, 65 lãnh đạo và nhân viên của công ty làm việc xuyên suốt, kể cả ăn nghỉ ngay tại công ty để đáp ứng yêu cầu vận hành nguồn điện liên tục. Không chỉ kịp thời cung ứng điện cho hoạt động phòng chống dịch, sinh hoạt của người dân thời điểm này, mà công ty còn đặt mục tiêu không để hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh bị gián đoạn do hệ thống điện. Cắm trại tập trung còn là cách ngăn ngừa nguồn bệnh xâm nhập vào công ty, vì tất cả lao động đã ở lại một chỗ, không tiếp xúc với bên ngoài. Thực hiện chương trình cắm trại tập trung, 65 lãnh đạo và nhân viên Công ty Cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa được bố trí ở lại công ty để làm việc xuyên suốt, đảm bảo vận hành an toàn liên tục hệ thống điện. Chương trình triển khai vào ngày 4 tháng 7, lực lượng vận hành và sửa chữa đều ở lại công ty, cũng là nhằm ngăn chặn nguồn bệnh xâm nhập. Do cái tình hình hiện nay là tình hình Covid dịch diễn biến rất là phức tạp, nên thực hiện cái chỉ đạo của giám đốc cũng như là các ban ngành thì anh em bản thân rất là cảm thấy việc vô đây trực đó là rất là cần thiết để mà phòng chống dịch hiệu quả trong cái thời gian này. Với cái tinh thần anh em trong này rất là nhiệt tình, chấp hành tốt công việc để mà đảm bảo cái phát điện liên tục trong an toàn trong cái thời gian phòng chống dịch đây, cũng như là cấp điện cho các cái phụ tải của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Ở lại công ty với áp lực công việc cao, đành phải xa gia đình vài ngày, nhưng với sự quan tâm của lãnh đạo công ty, bố trí sinh hoạt ăn nghỉ hợp lý, nên tất cả người lao động đều thấy thoải mái, yên tâm hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. Được sự quan tâm của lãnh đạo nhà máy thì anh em là vào đây để cắm trại, thì bản thân em là một cái người công nhân là của ngành điện thì được vào đây cắm trại để sản xuất, đảm bảo cung cấp điện liên tục cho hệ thống điện quốc gia và phòng chống dịch COVID-19. Đó là một cái vinh dự, và tuy nhiên vẫn có những cái khó khăn, ví dụ như xa gia đình, rồi có những cái sinh hoạt cá nhân nó có những cái nó không phù hợp với khi mình ở nhà, nhưng mà đó là những cái điều mà bản thân sẽ tự khắc phục được những cái đó để mình hoàn thành tốt cái nhiệm vụ. Công ty Cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa có 10 tổ máy vận hành ở cả 3 chế độ: dầu khí, hỗn hợp dầu và khí. Bình quân mỗi năm, công ty sản xuất và hòa lên lưới điện quốc gia gần 1,5 tỷ kWh, góp phần đảm bảo nguồn an ninh năng lượng quốc gia, cũng là đảm bảo cấp điện ổn định, an toàn và liên tục cho cả tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.